Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu di rời nhà ở trên và ven kênh rạch theo kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu di rời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch theo kế hoạch mà thành phố đã đề ra, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân quận 4, 6, 8, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân cùng các đơn vị có liên quan báo cáo cụ thể tình trạng triển khai dự án, việc đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu di rời nhà dân trên và ven kênh rạch sẽ thể hiện lòng quyết tâm của thành phố. Cụ thể là pháp lý thực hiện dự án mới nhất, quy mô, dự kiến tổng mức đầu tư đánh giá, dự báo khả năng hoàn thành đến cuối năm 2025, đồng thời báo cáo các khó khăn vướng mắc, từ đó có đề xuất tháo gỡ của các dự án. Trong đó có 11 dự án, bao gồm 7 dự án đang triển khai công tác bồi thường và thủ tục đầu tư là dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh, dự án cải tạo kênh Hàng Bàng, giai đoạn 2 quận 6, dự án cải tạo kênh A41 quận Tân Bình, dự án cải tạo tuyến mương Nhật Bản quận Tân Bình, dự án cải tạo rạch Ba Tiếng quận Bình Tân, dự án nạo vét cải tạo môi trường xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp, dự án cải tạo kênh Tham Lương Bến Cát rạch Nước Lên. 4 dự án khả thi có khả năng triển khai thực hiện trong 2 năm tới là dự án cải tạo kênh Hy Vọng, dự án nạo vét cải tạo rạch Văn Thánh, dự án nạo vét xây dựng hạ tầng cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi và dự án xây dựng mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh bờ Kênh Tẻ. Sau khi các đơn vị có văn bản rà soát, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí đủ nguồn vốn thực hiện 11 dự án trên để hoàn thành mục tiêu di rời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Văn bản của Sở Xây dựng nêu rõ. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đặt chỉ tiêu đến cuối năm 2021 sẽ bồi thường di rời 6.500 căn nhà ven và trên kênh rạch. Tuy nhiên, tính đến hết quý 2 năm 2023, thành phố chỉ mới bồi thường di rời được 657 trên 6.500 căn nhà. Ngân sách ít, khó thu hút vốn đầu tư bên ngoài, thủ tục đền bù tái định cư phức tạp khiến kế hoạch di rời nhà trên và ven kênh ở thành phố Hồ Chí Minh 15 năm qua đều không đạt. Sau 20 năm, qua nhiều giai đoạn triển khai các chương trình giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch, thành phố Hồ Chí Minh hiện di rời được gần 40.000 trong hơn 65.000 căn. Việc giải tỏa nhà lụp sụp ven kênh rạch và bố trí nơi ở mới cho hàng chục nghìn hộ dân giúp chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo mới ở nhiều tuyến kênh như Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Tàu Hủ, Bến Nghé, Tân Hóa, Lò Gốm. Tuy nhiên, so với giai đoạn 1993-2005 được đánh giá thành công, các kế hoạch di rời nhà trên và ven kênh rạch ở thành phố thời gian sau liên tục phá sản. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu di rời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch thông qua 17 dự án, nhu cầu vốn hơn 19.000 tỷ đồng. Nhưng đến hết quý 2 năm nay, thành phố mới bồi thường và rời được 657 căn, đạt hơn 10%. So với mục tiêu đề ra, kết quả trên khá khiêm tốn khi thời gian thực hiện chỉ còn 2 năm. Theo tiến độ dự kiến được Sở Xây dựng đưa ra, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ hoàn tất bồi thường và di rời thêm gần 3.600 căn, nâng tổng số lên 4.250 căn. Các trường hợp được di rời này chủ yếu ở dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, quận Bình Thạnh, Gò Vấp và bờ Bắc Kênh Đôi, quận 8. Dù vậy, con số trên cũng chỉ đạt khoảng 65% so với kế hoạch. Trước đó, giai đoạn 2016-2020, thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu di rời 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch nhằm tạo lập cuộc sống tốt hơn cho người dân và chỉnh trang đô thị, chống ngập, giảm ô nhiễm. Tuy nhiên, kế hoạch trên không thành công khi hết nhiệm kỳ, tổng số hộ sống trên và ven kênh rạch được di rời chỉ gần 2.500, đạt 12,4% chỉ tiêu. Giai đoạn 2011-2015, thành phố cũng lên kế hoạch di rời khoảng 14.000 căn, nhưng kết quả chỉ hơn 3.300, đạt gần 24% chỉ tiêu. Ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng cho biết, trở ngại lớn nhất khiến giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch không đạt như kỳ vọng là thiếu vốn. Hiện hầu hết các dự án dạng này dùng ngân sách, song nguồn vốn hạn hẹp, thành phố lại phải cân đối cho nhiều công trình hạ tầng khác. Chưa kể, nguồn này cũng đang hạn chế cấp cho dự án không có mặt bằng sạch hoặc gặp vướng mắc về đền bù. Ngân sách hạn chế trong khi việc thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài lại gặp khó khăn.
Theo ông Long, từ năm 2020, luật đầu tư đối tác công tư PPP đã bỏ hợp đồng BT xây dựng chuyển giao. Do vậy, với các dự án chỉnh trang kênh rạch, nhà đầu tư không còn được thanh toán bằng quỹ đất mà chỉ có thể khai thác kinh doanh trên phần diện tích sau khi di dời nhà. Điều này giảm tính hấp dẫn khi mời gọi doanh nghiệp tham gia các dự án. Mặt khác, đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết, thủ tục bồi thường tái định cư ở các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch rất phức tạp bởi đa số các hộ không có giấy tờ xây dựng lấn chiếm. Điều này dẫn đến quá trình xác minh, đền bù chậm, kéo dài thời gian. Chưa kể nhiều trường hợp người dân khiếu nại chậm giao mặt bằng cho các chủ đầu tư. Thạc sĩ Vương Quốc Trung, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng khó khăn lớn nhất khi di rời nhà trên ven kênh rạch ở địa bàn là nguồn vốn và tái định cư cho người dân. Ông dẫn chứng với khoảng 2.600 căn nhà tạm ven bờ Nam kênh đôi và xây kè, thành phố cần đến 9.000 tỷ đồng để giải tỏa. Bên bờ Bắc kênh đôi cũng cần gần 2.600 tỷ để rời khoảng 1.017 căn nhà lụp sụp. Theo ông Trung, trước đây thành phố từng thành công với chương trình chỉnh trang đô thị, điển hình như dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè. Theo đó, hơn 1,5 triệu dân thuộc 7 quận hai bên bờ kênh đã được di rời. Tuy nhiên, các giai đoạn sau, thành phố vẫn rất nỗ lực giải tỏa nhưng kết quả vẫn hạn chế vì khó khăn nguồn lực. Tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng thành phố, đánh giá các chương trình cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn trước đây thuận lợi hơn khi có nguồn tài chính lớn từ các quỹ đất công. Theo đó, thành phố áp dụng chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, tạo nguồn vốn làm các khu tái định cư và di dời người dân sống trên và ven kênh rạch. Một thuận lợi khác là trước đây, thành phố có thể huy động nguồn vốn vay ODA không hoàn lại hoặc lãi suất ưu đãi để đầu tư các dự án chỉnh trang. Đồng thời, quỹ đất khi đó cũng có nhiều, tạo điều kiện áp dụng đầu tư theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng, hợp đồng BT. Điều mà hiện nay rất khó vì hầu như đất trống không còn, pháp lý cũng thay đổi. Theo ông Cương, trong bối cảnh hiện nay, cùng với các giải pháp huy động nguồn vốn, việc cải tạo kênh rạch ở thành phố không nên cục bộ trên tuyến mà nên gắn với chỉnh trang đô thị xung quanh để tạo đồng bộ trong phát triển kinh tế xã hội. Còn theo thạc sĩ Vương Quốc Trung, để có vốn di rời nhà ven kênh rạch, thành phố nên đa dạng các nguồn như từ trung ương, nhà đầu tư, vốn vay của các tổ chức tài chính cùng cơ chế quản lý tài chính khác nhau. Thành phố Hồ Chí Minh cũng cần khuyến khích doanh nghiệp tham dự các dự án di rời nhà ven kênh thông qua các hình thức đối tác công tư. Trong đó, nhà đầu tư có thể góp vốn vào dự án và thu lợi nhuận thông qua các phát triển khu tái định cư mới sau khi di rời. Trong khi đó, theo Sở Xây dựng, sắp tới nếu thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội cho sử dụng nguồn vốn dự kiến tăng thêm giai đoạn 2021-2025 khoảng 119.000 tỷ đồng, thành phố sẽ tiếp tục cân đối để bố trí vốn cho các dự án di rời nhà trên và ven kênh rạch. Việc chuẩn bị các thủ tục cho các dự án dùng vốn ngoài ngân sách cũng đang được triển khai để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình. Hiện hai dự án lớn chỉnh trang kênh rạch được thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kênh Tham Lương - Bến Cát, rạch nước lên đi qua 8 quận huyện với tổng vốn 8.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025. Thành phố cũng đang chuẩn bị triển khai dự án cải tạo rạch xuyên tâm, kinh phí hơn 9.600 tỷ đồng, trong đó gần 2.000 hộ ở trên và ven kênh rạch sẽ được di rời và bố trí tái định cư mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.